Chào mừng các bạn đã quay lại với tóm tắt phim Yu-Gi-Oh! 5DS trên M2 Duo Channel. Ở số trước, Aki đã bất tỉnh và được Jack cứu. Tình trạng của cô bây giờ ra sao? Hãy cùng mình và nhóm Yusei đến thăm Aki nhé! Tập 40, Angela đang tường thuật lại vụ việc hai ấp bao tối hôm qua xuất hiện ở thành phố. Với việc hai ấp bao xuất hiện đã gây tổn thất nặng nề cho thành phố. Hóa ra cha mẹ Aki là thượng nghị sĩ của thành phố. Vì Aki bị thương và bất tỉnh nên họ đến xem cô thế nào. Aki đang được chăm sóc đặc biệt Jack, Rua và Ruka ở ngoài thì gặp được ba mẹ Aki. Cả hai được các bác sĩ đưa vào trong, tình hình Aki rất nghiêm trọng và cũng có thể không thể tỉnh dậy được nữa, khiến họ rất đau khổ và tự trách. Jack bước vào, nói rằng có một người có thể chạm đến trái tim và giúp Aki tỉnh lại là các bác sĩ chuyên môn cao và vững tay nghề. Không, đó là Yusei Fudo, hảo bạn thân. Trong lúc đó, Yusei cùng Saga đang sửa lại D-Well thì Yusei biết tin của Aki, điều đó khiến anh rất lo lắng. Yusei tự nghĩ bản thân hiện tại không thể giúp gì được cho Aki thì trực thăng của ba Aki đến. Ông ta tự giới thiệu mình là thượng nghị sĩ và cũng là cha của Aki. Ông ấy muốn nhờ Yusei giúp cứu Aki. Ông ấy chẳng thể làm được gì nên mong Yusei có thể giúp. Ông kể về quá khứ tại ông mà Aki mới hành ra thế này. Ông đã bỏ Aki một mình vào ngày sinh nhật, đến khi ông về thì Aki đã thiếp đi, trên bàn vẫn là chiếc bánh kem đợi ông. Kể cả lúc ngủ cô bé vẫn còn khóc. Ông chỉ biết đặt một món quà lên đầu giường coi như là lời xin lỗi cho cô bé. Sáng dậy, Aki đã rất vui. Ông đã tặng Aki bộ bài mà cô bé rất thích. Aki muốn bố đấu với mình vì ông đã hứa đấu với cô bé vào ngày sinh nhật. Nhưng vì là một thượng nghị sĩ, ông rất bận nên không thể chơi với Aki, khiến cô bé rất buồn và giận ông. Một hôm, cuối cùng ông cũng dành được một chút thời gian rảnh dành cho Aki. Khi đang chơi thì ông có điện thoại nên buộc lòng phải rời đi gấp, khiến Aki rất thất vọng. Từ đó, Aki bộc lộ năng lực lần đầu tiên. Ông bị năng lực của Aki làm văng thẳng vào tường. Dấu hiệu Shiner cũng từ đó xuất hiện trên tay Aki. Chuyện đó khiến ông cảm thấy rất sợ hãi. Ông đã lỡ miệng gọi cô bé là ác quỷ. Aki khi đó còn quá nhỏ, câu nói đó đã thật sự ảnh hưởng đến tâm lý cô bé. Hoảng sợ trước sức mạnh của Aki, ông đã ép Aki vào học nội trú ở học viện đấu bài. Tại đó, cô bị bạn bè xa lánh bởi sức mạnh của bản thân, khiến nỗi đau về tâm lý của Aki càng ngày càng tổn thương. Một hôm, Aki bỏ trốn về nhà, thì bên trong là cha mẹ đang vui vẻ khi không có cô. Điều đó khiến Aki rất thất vọng. Cô đã rất tức giận. Aki sử dụng năng lực của mình khiến cho các tấm kính trong ngôi nhà bị vỡ vụn, rồi chạy đi với hai hàng nước mắt vẫn chảy không ngừng. Từ hôm đó, tâm lý của Aki đã thật sự thay đổi. Aki đã tìm ra được sức mạnh của nội tại. Từ đó, cô mỉm cười với sức mạnh này, cười trên nỗi đau như cách cha mẹ cô đã cười khi không có cô ở gần. Khi Divine đến với những lời lẽ ngon ngọt, Divine đã dễ dàng chiêu mộ Aki vào Acadia Moment, huấn luyện Aki cách sử dụng sức mạnh, phục vụ cho tổ chức. Divine còn giúp Aki hiểu về cuộc sống. Nhưng đến khi cô gặp được Yusei, Yusei đã khiến Aki phải suy nghĩ lại về cuộc sống, cách tự yêu bản thân. Love yourself bro. Lúc đó, Aki đã vô thức cầu cứu Yusei. Bố Aki nói, bây giờ người duy nhất có thể cứu được và chạm đến trái tim Aki chỉ có một mình Yusei mà thôi. Jack nói với ông như thế. Hảo bạn Hưng, mời đẹp. Yusei không chắc về chuyện này, nhưng Martha cũng tiếp lời ba Aki, kêu cậu hãy giúp ông ấy, rằng Yusei đang ám ảnh Kiryu, cánh cửa trái tim của Yusei đã đóng lại, hãy đến giúp Aki. Khi có sức mạnh tình bạn thì sẽ mở được cánh cửa đó. Martha có hỏi một câu phun chí mạng dành cho Yusei. Yusei hết Aki phải không? Khiến Yusei ngại ra mặt luôn. Yusei đến bệnh viện, anh bước đến bên giường Aki, dùng tay chạm vào cô, dấu ấn Shiner bắt đầu phản ứng với nhau. Aki nhanh chóng tỉnh dậy và tự hỏi Yusei đã cứu mình sao? Các bác sĩ kiểu. Cô cũng sốc khi phát hiện ra cha mẹ mình đang có mặt ở đây. Điều đó khiến Aki rất tức giận. Aki cũng chợt nhớ ra, hôm đó Aki đã chứng kiến Divine rơi từ trên cao xuống. Cô rất hoảng loạn. Divine đã luôn là người suy nghĩ thay cô. Aki chỉ cần sống. Bây giờ khi không có Divine, Aki sẽ sống ra sao? Divine đã mang lại cho Aki những thứ mà bố cô đã lấy đi. Divine đã cho Aki một nơi thuộc về cô ấy. Giờ Aki đã mất đi nơi mình thuộc về. Aki cho rằng mọi người đến đây để cười nhạo mình. Cô tức giận và hết đấu Yusei. Cô gái khó hiểu gì hả mấy ông? Yusei đưa ra kết luận, cách để anh có thể chạm đến trái tim của Aki là thông qua bài bạc. Mấy ông biết nên làm gì để tán rớt rồi đó. Trận đấu bắt đầu, Aki đi trước, chịu hồi Evil Thorn 100 công, có khả năng hiến tới chính nó để gây cho Yusei 300 tổn thất. Sau khi khả năng này được kích hoạt, Evil Thorn sẽ chịu hồi 2 Evil Thorn khác lên sân Aki. 2 Evil Thorn được chịu hồi không hề kích hoạt khả năng, sau đó kích hoạt ma pháp Flow Flame Gaze. Khi có 2 quái thú cây trên sân Aki, cho đến lượt sau, Yusei sẽ không được tấn công. Lượt Yusei chịu hồi Seal Warrior 1600 thủ, up 2 lá rồi hết lượt. Lượt Aki chịu hồi Nitro Knight 1000 công, có khả năng chịu hồi đặc biệt một quái thú cây level 4 trở xuống. Đất Verdu được chịu hồi. Sau đó Aki dùng Nitro Knight và 2 Evil Thorn cùng với Đất Verdu tiến hành chịu hồi Syndrome Electro Dragon 2400 công hùng mạnh. Sau đó kích hoạt ma pháp trang bị Thorn of Hatred tăng cho Electro 600 công, giúp Electro tăng công thành 3000. Tập 41, Aki kích hoạt khả năng của Electro, loại bỏ Evil Thorn trong mộ, chuyển Seal Warrior về thế tấn công và giảm sức công của nó về không. Battle
Black Rose tấn công Seal Warrior, Yusei kích hoạt 7 Real Life Defense. Khi một quái thú sức thủ cao hơn sức công, nó sẽ chuyển về hế thủ, Seal Warrior trở về hế thủ và không bị phá hủy bởi đầu tấn công của Black Rose. Nhưng với Thorn of Hatred, Black Rose có thể đánh xuyên thủ, Yusei bị trừ 1400 vào điểm gốc. Sau đó, Thorn of Hatred còn giảm 600 thủ của Seal Warrior. Lượt Yusei kích hoạt Children Fort. Bỏ qua chiến đấu ở lượt này, Yusei có thể chịu hồi đặc biệt một quái thú 1000 công trở xuống từ bộ bài. Yusei chịu hồi Speed Warrior ra sân. Tiếp đó chịu hồi Chen Xinron. Yusei dùng 3 quái thú Seal Warrior, Speed Warrior và Chen Xinron tiến hành chịu hồi Syndrome chủ lực Stardust Dragon 2500 công đối đầu với Black Rose rồi hết lượt. Lượt Aki, Black Rose tấn công Stardust, Yusei nhận 500 thiệt hại. Thorn of Hatred khiến Stardust không bị phá hủy và giảm sức công của nó đi 600. Lượt Yusei kích hoạt ma pháp Half Shot, giảm một nửa sức công của một quái thú, nó sẽ không bị tiêu diệt trong chiến đấu ở lượt này. Yusei chọn Black Rose khiến sức công của nó còn 1500. Battle, Stardust tấn công Black Rose gây vỏn vẹn cho Aki 400 thiệt hại. Yusei up 2 lá rồi hết lượt. Cuối lượt, sức công của Black Rose trở lại 3000. Lượt Aki, Black Rose tấn công Stardust, Yusei nhận 1100 thiệt hại. Stardust bị giảm công thành 1300. Aki up 1 lá rồi hết lượt. Lượt Yusei, Yusei up 1 lá rồi hết lượt. Lượt Aki, Black Rose tiếp tục tấn công Stardust, Yusei kích hoạt 7 Guard Lock giảm thiệt hại ở lượt này về 0. Yusei được rút 1 lá. Ba Aki bước đến, ông thừa nhận ông đã sợ hãi trước sức mạnh và cả chính Aki. Giờ ông cảm thấy rất hối hận, ông mong Aki có thể tha thứ, nhưng bỏ ngoài tay những điều đó, Aki mặc kệ ông ta. Thorn of Hatred tiếp tục giảm sức công của Stardust thành 700. Sau đó Aki kích hoạt ma pháp Wonder Clover, đưa một quái thú level 4 vào mộ. Black Rose có thể tấn công một lần nữa. Black Rose tiếp tục tấn công Stardust, Yusei tiếp tục kích hoạt Iron Resolve, chia đôi điểm gốc để giảm thiệt hại phải nhận về 0. Thorn of Hatred tiếp tục giảm sức công của Stardust thành 100. Sau đó Aki kích hoạt Death Battle Countdown, trong lượt kết thúc là bỏ một quái thú cây dưới mộ, Yusei phải nhận 300 thiệt hại, khiến điểm gốc của Yusei còn vỏn vẹn 50 điểm. Nếu không làm gì ở lượt này thì ở lượt tiếp theo của Aki, người thua cuộc sẽ là Yusei. Lượt Yusei trang bị cho Stardust ma pháp Silver Wing, sau đó kích hoạt ma pháp Regen Release Wave, là bỏ một ma pháp trang bị trên sân, phá hủy toàn bộ ma pháp cạm bẫy trên sân Aki. Thorn of Hatred bị phá hủy, công của Black Rose và Stardust trở về ban đầu. Stardust tấn công Black Rose gây cho Aki 100 thiệt hại. Aki kích hoạt khả năng của Godhead trên tay, đặt xuống mộ, phủ nhận sự phá hủy của Black Rose, nhưng công của nó bị giảm một nửa trong lượt này. Trong lúc có một thiết bị sắp rơi vào bố Aki, trong vô thức, cô đã kịp thời ngưng lại để nó không làm ông bị thương. Aki đã hiểu được sức mạnh của gia đình. Cô xin Yusei hãy nhanh chóng kết thúc trận đấu này. Yusei kích hoạt 7 Syndro Halo. Khi một quái thú Syndro không tiêu diệt được một quái thú đối phương qua chiến đấu, quái thú đó có thể tấn công một lần nữa với sức công gấp đôi. Stardust tấn công, phá hủy Black Rose, hạ điểm gốc của Aki về 0. Giờ đây, bố Aki đã nhận ra sai lầm của mình. Hai cha con đã hiểu nhau và làm lành. Gia đình từ nay sẽ là điểm tựa của Aki. Tập 41 mở đầu là các đoạn phim tài liệu được lấy từ tổ chức Arcadia Movement. Những đứa trẻ đã bị hành hạ để bộc phát năng lực. Tổ chức này đã bắt cóc và thí nghiệm lên trẻ em. Aki khi biết được mình bị Divine lợi dụng thì đã rất sốc và chạy đi. Yusei đứng bên an ủi Aki khiến cô cảm thấy tốt hơn. Tại dinh thự của Goodwin, ông đã tập hợp 4 Shiner về đây. Rua thì không biết nha. Goodwin đã định đuổi Rua, nhưng Ruka nói sẽ không đi nếu không có cậu bé, nên Goodwin cũng đành nhượng bộ. Mời mọi người vào trong. Vào bên trong là một ngọn tháp với hình vẽ Crimson Dragon khổng lồ phát sáng. Dấu ấn của mọi người bắt đầu phản ứng, Crimson Dragon hiện hình. Goodwin giải thích dấu ấn đó để liên kết các Shiner lại với nhau, dẫn dắt bọn họ. Dấu bớt đó thể hiện mọi người là những truyền nhân của các Shiner huyền thoại. Dù muốn hay không, số mệnh vẫn sẽ kết nối họ lại với nhau. Mọi người thắc mắc về Shiner thứ 5, Goodwin chỉ nói người đó đã thức tỉnh từ lâu. Khi cả bốn người gặp rắc rối thật sự, người đó sẽ xuất hiện cùng với Crimson Dragon. Goodwin chuyển cảnh, kể chuyện bé nghe cho 5 người. Kiểu khúc này sẽ nói về những chuyện mà người xem đã biết rồi á, nên là mình xin lược gọn nhé. Crimson Dragon đã giáng thế và phong ấn cái ác xuống lòng đất cùng pha mượu. Những phong ấn đó được gọi là Nakalai. Điều đó chỉ có Goodwin và các People of Star mới biết. Gần đây các hình vẽ đó đã biến mất, báo hiệu các Dark Shiner đã bắt đầu hành động. Chúng cũng có những cái bớt như các Shiner. Khi quyết đấu với chúng sẽ không thể nào thoát khỏi bức tường lửa tím mà chúng tạo nên, và sẽ bị thương thật sự khi nhận thiệt hại. Các quái thú của chúng gọi là các Dark Syndro. Cách chịu hồi là trừ số sao chứ không phải cộng số sao như chịu hồi Syndro thông thường. Khi một Dark Shiner xuất hiện, một hình vẽ cũng sẽ xuất hiện theo. Hình vẽ ấy cũng gây thiệt hại cho nơi mà nó xuất hiện. Khi các Dark Shiner chịu hồi các quái thú ấp bao, chúng sẽ hấp thụ linh hồn của những người gần đó. Nếu các Shiner không làm gì, thế giới này sẽ rơi vào tay các Dark Shiner. Mọi thứ sẽ sụp đổ. Một cuộc chiến là không thể tránh khỏi. Shiner và Dark Shiner, trận chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Từng người trong số họ bắt đầu những màn độc thoại nội tâm sâu sắc. Yusei có hỏi Goodwin về người bạn đã xuất hiện đấu với anh. Người đó bây giờ là một Dark Shiner, đó là Kiryu, đội trưởng cũ của nhóm Yusei và Jack. Goodwin
Quinn chỉ có thể nói sẽ tốt hơn nếu họ không biết. Yusei và Jack đều muốn tìm cách để đưa Darkseiner trở lại bình thường, nhưng Goodwin bảo không có cách nào cả. Ông giải thích, thật ra các Darkseiner là linh hồn của những người đã chết. Nói cách khác, họ đã không còn thuộc về thế giới này nữa. Họ đã trở thành sứ giả của minh giới. Bây giờ cả bốn đã không còn đường lui. Hoặc là họ đánh bại các Darkseiner, hoặc là cả thế giới sẽ bị diệt vong. Như vậy, chúng ta đã hiểu hơn về con người của Aki. Tập 40 và 41 đã diễn tả tâm lý của Aki một cách thật sự sâu sắc. Nếu được, các bạn có thể tìm xem và cảm nhận nhé. Và ở cuối tập 42, các Darkseiner sẽ lựa chọn như thế nào và những khó khăn gì đang đợi họ phía trước. Những điều đó sẽ được giải đáp trong các số tóm tắt tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký, bấm chuông để không bỏ lỡ các video mới nhất từ My Hideo Channel. Xin chào và hẹn gặp lại.